Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tỷ bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tỷ bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925-595-5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn. Mến chào tất cả quý vị anh chị em. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 2024. Đề tài hôm nay là cái ngày bầu cử ở California đã phát phiếu. Và theo ý kiến của riêng mình thì nên bầu cho ai và lý do tại sao mình phải bầu cho những cái người ứng cử viên hiện nay về tổng thống liên bang cũng như quốc hội cũng như thượng nghị sĩ mà có liên quan tới những cái người mà sẽ ra đang ra tranh cử. Thì mình cũng nhận được cái phiếu bầu ở California rồi đây, và mình cũng vừa bầu xong và mình sẽ gửi đi. Thì cái quan điểm của mình thì mình sẽ bầu cho ông tổng thống Donald Trump. Lý do là trong 4 năm vừa qua thì cái vấn đề riêng cá nhân của cái công ty của mình cũng như mà nói về riêng mình thôi thì cái vấn đề mà làm ăn thì cái tiền lời khi tổng thống mà ông còn làm đó thì cái tiền lời của tiền mua nhà chỉ có 3 chấm mà nhưng mà bây giờ thì nó lên là cỡ 6 chấm mấy rồi, nó lên hơn gấp đôi. Thành ra cái số người mà muốn mua nhà ở California đó để đi mượn tiền rất là khó khăn. Cũng như là cái nhà đó tính chung toàn nước Mỹ mà nói về California, cái tiền đi mướn nhà đó nó tăng quá cao. Vì lý do là khoảng 20 triệu người di dân vào nước Mỹ mà không có hợp pháp đó, thì chính phủ hiện nay của ông Joe Biden tài trợ cho những người đó, dùng tiền cho những người đó, thì những người đó kiếm được những cái đơn vị mướn nhà đó. Thì những người mà đi mướn nhà đó họ phải trả cái giá nhà cao hơn. Thành ra cái chi phí mà cái giá mướn nhà hiện nay ở California nó lên rất là cao. Vấn đề cũng như là về thực phẩm và tất cả những cái nhu yếu phẩm mình cần thiết. Thì cái đời sống đó, đi mua thì nó đắt hơn. Ví dụ ăn tô phở thì hồi xưa thì cỡ 10 đồng thì bây giờ nó lên khoảng 16 đô la cho một tô phở. Hoặc là xăng hồi đó thì ở California thời tổng thống Trump đó thì chỉ có 2 đồng mấy, lên là 3 đồng cỡ đó, nhưng mà nó lên bây giờ thì ở vùng của mình thì nó cũng khoảng là 5 đô la, là nó đã hạ xuống rồi đó. Thành ra có nhiều cái vấn đề. Còn vấn đề biên giới thì quý vị cũng biết, thì cái văn phòng của mình đó là nó đã đập nó đập vô chắc là 3 lần để nó dọn đồ đó. Nhưng mà thì văn phòng thì nó không có tài sản gì hết. Mà nó cũng vẫn vô. Đứa cháu của mình nó cũng có cái tiệm khớp tóc kế bên đó, thì nó cũng đập vô 4-5 lần, nó đập để nó vô nó lấy. Thì giá là an ninh nó rất là tệ. Và những cái khu mà thương mại của cái vùng mình đang ở đây đó, thì những cái khu thương mại đó mà tiểu thương nó họ chết rất là nhiều trong cái vùng khu vực của mình. Và những cái phố đó, căn phố nó bỏ trống, cũng như là những cái shopping mà bự hồi xưa là bây giờ nó đóng cửa luôn, hoặc là nó sinh hoạt rất là yếu. Và những cái cơ sở thương mại cho mướn thì nó trống rất là nhiều. Tại vì vấn đề là ăn cơ sở thương mại hiện nay nó rất là nguy hiểm. Dù rằng California đã tăng lên cái luật là phải bắt những người mà ăn trộm ăn cắp, thì nó có giảm xuống chút đỉnh trong cái mùa bầu cử này. Và những người mà vô gia cư ở thành phố mình lúc trước nó rất là ít, nhưng mà bây giờ thì tại chỗ mình đây thì nó khắp mọi nơi, nó có thể nó ngủ trước cái văn phòng của mình cũng có luôn. Và nó hút nó nằm ở trước luôn, nó xỉn rồi đó, nó xỉn rồi là nó nằm ở tầng trước cái văn phòng của mình, nó parking lot đó, là nó nằm ở đó luôn chứ khỏi có cần đi đâu nữa hết. Đó là vấn đề an ninh cũng như là kinh tế, là xăng dầu cũng như là vấn đề làm ăn. Thì cái người
khi mà cái tiền lời tăng lên như vậy mà di dân mà 20 triệu vô thì nó nước Mỹ hiện nay là nó thiếu khoảng chừng 5 triệu cái đơn vị nhà ở để bù đắp vô cho khoảng 20 triệu di dân bất hợp pháp nó tràn vào nước Mỹ. Thì lý do đó đó thì mình so sánh với lại thời ông Tổng thống Trump đó thì cái công việc làm ăn cũng như là mua sắm chi tiêu đó thì nó rộng rãi hơn và vấn đề an ninh đó thì nó cũng tốt hơn hiện nay. Thì mình bầu cho ông Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2024. Riêng về tiểu bang California thì là cái tiểu bang gọi là xanh, nhưng mà thật sự những cái bầu cử thí dụ như cái phiếu của mình nhận hôm nay thì cái phiếu nó có một hà lọt người bầu cử tổng thống nó chơi bà Kamala Harris là đứng đầu, còn Tổng thống Trump nó để khúc giữa mà anh hông á, thì mà nhìn vô á là ta thấy cái sự không có công bằng rồi. Mà cái chữ K đó là đâu có bằng là chữ đi. Nếu mà thứ tự thì chữ đi nó đi trước, nhưng mà ngược lại đó là cái chữ K là nó lại đi trước. Thì những cái cuộc bầu cử ở California giống như nó gửi phiếu lại, thì nó gửi phiếu lại là nó gửi phiếu gian. Những người không có tên đó, thì nó cũng chưa có quốc tịch thì nó cũng gửi phiếu lại để đi bầu. Thì đó là California. Thì mà nếu mình bầu về thượng nghị sĩ ở California thì mình đã bầu cho ông Steve Garvey là đảng Cộng Hòa. Chứ sao tại sao mình phải bầu cho thượng nghị sĩ liên bang là đảng Cộng Hòa? Nếu mà Tổng thống Trump mà ông mà không có được cái đa số của thượng nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa đó thì ông sẽ bị trói tay giống như 2018 đó, thì bên đảng Dân Chủ họ đã chiếm đa số ở lưỡng viện quốc hội, thì Tổng thống Trump cũng như con quỵt què vậy đó. Còn vấn đề bên địa bang Virginia thì có một ứng cử viên của người Việt Nam mình là ông Hùng Cao, thì ông không có sinh hoạt chính trị, mình không có biết nhiều, nhưng mà tự thì lúc trước ông có ra tranh cử Hạ viện, ông thua, bây giờ ông ra tranh cử Thượng viện với lại ông Tim Kaine. Tim Kaine là một đồng ứng cử viên của Phó Tổng thống với lại thời bà Hillary Clinton. Ông là thuộc về đảng Dân Chủ. Nếu mà ông Hùng Cao này đấy, ông không có sinh hoạt chính trị, tuy nhiên mình phải cần, tại vì ông Tổng thống Trump đã đến ủng hộ, thì cần cái ghế Thượng viện bây giờ là nó xích sao 49, 50, 51, 52 rất là nguy hiểm. Thì hy vọng rằng cái kỳ bầu cử năm nay thì cái bên Thượng viện nó có thể là đa số thì mới ủng hộ ông Trump được. Thì lý do đó Trump ông đến nơi ông Hùng Cao để ủng hộ. Đó là thượng nghị sĩ liên bang của Mỹ ở Virginia là ông Hùng Cao. Tuy nhiên mình không biết ông nhiều. Nhưng mà cái sự cần thiết trong Thượng viện phải có đa số trong đảng Cộng Hòa, cũng như là ông Steve Garvey là ông sẽ là thượng nghị sĩ của tiểu bang California. Hiện nay thì ông đang tranh cử với ông Adam Schiff, là ông này là ông Adam Schiff là cái ông mà chống Tổng thống Trump và ông bịa đặt rất là nhiều trong cái công việc mà Nga Trump đó. Còn dân biểu của tiểu bang thì cái khu vực của mình đó, thì cái người của đảng Cộng Hòa là Rudy Giuliani, thì mình sẽ bầu cho cái người đó là cái dân biểu liên bang đảng Cộng Hòa. Cũng Nam California thì cái cộng đồng Việt Nam mình đó quận Cam đó, cho nên bầu bà Michelle Steele. Thì bà Michelle Steele thì bà cũng đã làm 2 nhiệm kỳ và chủ tịch quốc hội ông Mai cũng đến Cam lần đầu tiên chủ tịch quốc hội để đến thăm một cái khu vực mà người Việt Nam ở đó để ủng hộ. Đây ông rất quan trọng cái ghế của bà Michelle Steele để mà có cái khối đa số. Hiện nay thì chỉ có 5 phiếu mà bên đảng Cộng Hòa hơn 5 phiếu, mà đảng Dân Chủ mà nó sẽ lấy được 3 phiếu thì nó đã là đa số rồi. Thành ra mình tại sao mình phải ủng hộ những người này là tại vì đó Tổng thống Trump, nếu ông đắc cử Tổng thống 2024, mình nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ tái đắc cử đó, thì ông sẽ cần lưỡng viện quốc hội để làm việc để thông qua những dự luật. Còn ông Derek Trần thì ông là đối thủ của bà Michelle Steele, tí ông là người Việt nhưng mà từ lâu nay ông không có sinh hoạt trong cái cộng đồng, không ai biết hết. Và ông ta đặc biệt là đảng Dân Chủ bỏ tiền rất là nhiều cho ông để ủng hộ, và đặc biệt đảng Cộng sản của đảng Cộng sản đó nó cũng ủng hộ ông Derek Trần, dù ông đi lính, ông có quá trình đi lính, nhưng mà ông là một người đảng Dân Chủ. Thì đảng Dân Chủ hiện nay đó, tại sao? Nó không còn giống như thời đảng Dân Chủ thời Carter hoặc là Bill Clinton này nó. Thì từ đời Obama đó thì nó đã thay đổi, là đến hiện nay nó rất là tệ. Đảng Dân Chủ hiện nay họ rất là
cấp tiến, và họ cho những cái ví dụ cũng biết như di cư rồi là lạm phát rồi chi tiêu tiền quá nhiều. Và trong 4 năm của bà Kamala Harris và Joe Biden nó xảy ra chiến tranh khắp nơi, từ Trung Đông cho đến bên Âu Châu, và Mỹ phải chi ra tiền rất là nhiều ở bên đó. Khi Tổng thống Trump ổng còn làm tại chức đó thì không có những cái cuộc chiến tranh khắp nơi như hiện nay, và có cái nền ký những cái thỏa ước hòa bình ở Trung Đông cũng như Do Thái là khối Á Rập ở bên Trung Đông đó thì nó êm hết, và cũng như không có Nga để nó xâm lược Ukraine, và ông bên Bắc Hàn đó thì họ cũng không có khoe khoang về đầu đạn là hiếu chiến trong thời Tổng thống Trump như hiện nay. Thì bên chính phủ hiện nay của bà Kamala Harris thì với lại ông Joe Biden đó, thì cái vấn đề mà chiến tranh và bên các nước như Nga, Trung Cộng, Iran, Bắc Hàn cũng như các nước Trung Đông mà Hezbollah đó, với lại Lebanon đó, thì nó xem thường cái chính sách hiện nay của chính phủ. Mình đó là bầu là mình bầu mình, cho những cái quyền lợi, quyền lợi nghĩ là cái điều tốt cho nước Mỹ. Mình không thể chi tiêu những tiền của thuế của người dân để giúp cho những người tị nạn mà gọi là tị nạn mà đi vào nước Mỹ không có chờ đợi gì cả, đi vô là được hưởng những cái quyền lợi, và chính những cái người mà ở Mỹ cũng chưa được hưởng những quyền lợi giống như những người mà tị nạn tạm thời gọi là tị nạn đó, mà ồ ạt qua khắp nơi trên thế giới chứ không phải là Mỹ Tây Cơ. Lúc trước thì nước Mỹ rồi các nước Nam Mỹ đi, nhưng mà hiện nay thì bên Trung Cộng kể cả Việt Nam rồi nhiều nước nữa là kéo tới Venezuela, là các nước nó đi tới đây, kể cả bên Trung Đông luôn, là những là cái người mà nó vô đây không có kiểm soát được không, không biết họ là ai. Cái nền an ninh Hoa Kỳ nó không có tốt, cũng như cái cuộc bầu cử hiện nay đó, trong cái lịch sử đó chưa có một cái vị nào ứng cử viên tổng thống của nước Mỹ, mà bị giám sát ít nhất là 2 lần, cái lần thứ 3 thì chưa. Nhưng mà tại sao là tổng lại ông bị những cái người mà nó muốn hạ bệ, mà nó muốn giết ông, tại vì chắc rằng là cái cuộc 2024 thì ông ta sẽ chắc chắn là thắng rồi, thì chỉ có giết ông thì có thể thắng dễ hơn. Thì cái vấn đề một số một số người họ ủng hộ ông Derek Trump á, thì nói bà Michelle Steele là lợi dụng cờ vàng, tại sao mà đi vận động tranh cử mà đã đảo cộng sản này nọ. Tuy nhiên cái bà là người đại hàng, nhưng mà bà tranh cử cái ghế dân biểu của liên bang, nhưng mà bà cái lập trường rất là thẳng thắn, và bà dám gọi là đã đảo cộng sản ở trong cái ngữ của bà, cũng như bà đang nằm trong cái ý ban quyền của Quốc hội Hoa Kỳ. Thì bà làm cũng hai gì, và có cái kinh nghiệm cũng như là có cái sự ủng hộ mà bên đảng cộng cũng như chủ tịch Quốc hội Mike Johnson cũng như Tổng thống Trump rất cần đa số ở trong lưỡng viện Quốc hội để được thông qua những cái chính sách, những là đường lối của ông Tổng thống Trump ông đưa ra. Thì ở Mỹ này nó có tam quyền phân lập, thì hiện nay thì thượng viện thì đa số là như là 51-49 là bên đảng Dân Chủ là nó là đa số, cộng với lại phó tổng thống nữa là 52-49, còn bên đảng Cộng Hòa thì đa số chỉ có 5 ghế ở hạ viện mà thôi, nó rất là xích sao. Thì hy vọng là quý vị anh chị em nào mà quan tâm tới những cái gì mình nói đó, vấn đề kinh tế an ninh này nọ đó, thì quý vị nên bỏ cái lá phiếu của mình cho chính đáng, và quý vị nên đi bầu. Dù quý vị đi bầu bên đảng Dân Chủ, Cộng Hòa, bà Kamala Harris, tổng thống cộng đồng Việt Nam, chúng ta cũng nên tích cực để đi bầu. Đi bầu là đếm cái phiếu của người Việt Nam mà đông á, thì cộng đồng Việt Nam quan trọng hơn. Người ta những trị gia đó họ quan tâm tới vấn đề Việt Nam. Nhiều hơn. Còn riêng ở Bắc California này đó, thì quý vị cũng biết giống như là ông Derek Trump đó, ở Bắc California mình cũng có một cái kinh nghiệm rất là đau thương. Cộng đồng của chúng ta đó là muốn có một vị đại diện nghị viên ở thành phố San Jose, thì lúc đó thì có ông viên đoàn, ông không có sinh hoạt chính trị gì cả, nhưng mà ông ra đó thì ước muốn cộng đồng để đưa ông đi vào cái ghế nghị viên ở khu vực 7. Tuy nhiên ông vừa lên thì ông tráo trở để đi ngược lại những cái nguyện vọng của những người ủng hộ, và hiện nay đó thì ông không có
cái sự ủng hộ của cộng đồng ở miền, sinh hoạt cộng đồng ở miền Bắc California. Nhưng mà lỡ bầu rồi, ông còn phải còn hơn 2 năm nữa lận để cái cộng đồng phải chịu những cái sự thiệt hại cũng như là chia rẽ cộng đồng ở miền Bắc California. Thì ông Derek Trần đó, cái tình trạng đó nó cũng giống vậy, ông không có sinh hoạt cộng đồng gì cả. Ông cũng đều thuộc đảng Dân Chủ, là thứ nhất, đảng Dân Chủ không phải là xấu, nhưng ông được đảng Cộng sản của Mỹ ủng hộ nữa, mà đảng Dân Chủ hiện nay thì nó không còn là đảng Dân Chủ nguyên thủy ngày xưa để đại diện cho những cư dân, cử tri cũng như người dân Mỹ, mà cái người trung lưu hoặc là những người nghèo, mà họ chỉ lợi dụng những người nghèo để lấy những ngân sách chia chác lẫn nhau, để làm giàu mà thôi. Những người nghèo thì họ chỉ ăn được chút đỉnh thôi, chứ không có được hưởng những gì mà họ, đúng ra là họ sẽ chi ra nhiều hơn, nhưng mà họ chia chác là thành lập những cái tổ chức phi lợi nhuận, rồi là đại diện này đại diện kia để lấy cái ngân sách nó chi, nó xài rất là nhiều, rồi xong nó chi lại cho những cái người mà cần nhờ đó, cần cái sự giúp đỡ đó, nó rất là ít. Đó là cái chủ trương nước nào cũng vậy, cũng có tham nhũng, nhưng mà chống tham nhũng, nhưng mà nó có kẻ thì những người làm người chính trị đó, họ cũng có đa số là luật sư, họ cũng biết luật, họ tìm những cái kẻ hở đó ra để thành lập giống như những cái pháp rồi này nọ đó, thì họ nhận tiền cho rất là nhiều, rồi họ chi ra cái ủy ban bầu cử đó, họ chi ra những người thân nhân, những người thân cận của họ trả tiền, giống như bà Kamala Harris, bà nhận hàng tỷ đô la nhưng bây giờ chi cũng sạch rồi, tại vì đưa những cái người mà vô để mà vận động tranh cử đó, để lấy những cái số tiền đó chia chác ra hết thì nó tiêu phí hết. Giống như là bên tiền thông của người Việt Nam của chúng ta, thì mình ở đây mình tạm gọi là lo phường, thì mình biết cái lo phường đó, cái nghề truyền thông hiện nay đó, những cái cơ quan truyền thông chính thống của Việt, người Việt giống như radio, TV rồi này nọ đó, họ không có còn cái quảng cáo mạnh giống như ngày xưa nữa. Thì họ phải tìm thấy những cái nguồn tiền. Thì bên đảng Dân Chủ họ bỏ ra nhiều tiền cho họ để chi để vận động, thì họ phải nhận tiền từ quảng cáo, thì họ phải có một cái đường lối để nối theo làm sao để mà nó giữ ý bên kia. Thì mùa tranh cử là cái mùa để kiếm tiền dễ nhất cho những cơ quan truyền thông để mà quảng cáo. Tiền. Vì lý do đó thì cái cộng đồng Việt Nam chúng ta đó, là những cái cơ quan truyền thông chính thống mà cần tiền để mà quảng đó, thì họ trở thành cái lo phường. Cái lo phường ở Việt Nam vậy, họ nhai đi nhai lại, nói những cái chuyện mà không nói có, tăng lên, bóp méo sự thật. Và họ nói không có gì chứng minh cả, họ lên họ nói không có đưa ra cái gì chứng minh, hoặc là họ có một số thì họ có đưa ra chứng minh, thì họ đưa ra những cái đài truyền thông cánh tả, và truyền thông cánh tả ở đây thì nó rất là lớn, nó rất là đông, thành ra nó quảng cáo. Quý vị không có thể nào mà ngạc nhiên được là tại sao cái cộng đồng Việt Nam mà chống cộng như vậy, mà hiện nay thì có những cái lo phường của những cơ quan truyền thông chính thống của người Việt, mà họ lại hoạt động về cái cánh tả rất là nhiều để ủng hộ bên bà Kamala Harris. Cái thành tích của bà Kamala Harris với lại ông Joe Biden, quý vị cũng biết. Mình đã vừa tóm tắt trong cái phần đầu, trong gần 4 năm rồi. Thì tháng giêng này chỉ còn 2 tháng mấy nữa là 4 năm rồi. Nhưng mà nó được tới đâu thì quý vị phải biết. Quý vị đi bước ra nhà hàng, đi chợ, đổ xăng, ra đường, nhìn thấy cảnh quan, người dân mà nằm đầy đường đó, rồi hút sách đủ thứ hết, rồi hút thuốc cần sa này nọ, California này nó hút thuốc luôn. Ở đây đó thì bây giờ California mình ví dụ là buôn bán cái ma túy đó, nó đứng ở cái văn phòng của mình, nó bán nó hút cũng được, kêu cảnh sát không tới, kêu rất lâu không có cảnh sát tới nữa, mà cảnh sát cũng dám tới cũng chẳng làm gì nó được hết. Thành ra mỗi lần mình đi vô là mình đi tới tìm cái văn phòng của mình, phòng của mình là mình nghe cái mùi thuốc nó đứng trước đó, ban đêm nó ngủ lúc vậy đó, cái ngày á là mình đi làm vô mình nghe cái mùi của nó rồi. Thành ra nó cái vấn đề mà bầu cử năm nay rất là quan trọng, đây là cái kinh nghiệm những cái người mà tị nạn đó, mình đã từng sống trong cái chế độ cộng sản như thế nào, thì bây giờ cái đảng Dân Chủ hiện nay đó thì họ gần cũng giống như vậy đó, tiêu phí chia tham nhũng rồi lấy tiền này nọ để mà chia ra phe phái của họ, để đem bà con dòng họ thân nhân những người tay chân bộ hạ của họ để lấy những cái tiền thuế đó để thành lập công ty này, thành lập công ty bất vụ lợi, rồi thành lập những cái tổ chức này kia để mà rút tiền thuế của người dân, và họ nuôi và làm giàu phát ra những người thành làm giàu thôi. Ví dụ cũng biết thời ông Obama lên là tài sản ông có bao nhiêu,
thì bây giờ ông có bao nhiêu, rồi Bill Clinton khi mà lên làm tổng thống đó thì tài sản có bao nhiêu thì bây giờ bao nhiêu, cũng như bà Nancy Pelosi lúc trước đó thì tài sản có bao nhiêu thì bây giờ bà có bao nhiêu đó, thì cũng như Cũng bà như Kamala Harris sẽ giống nhau. Những cái người nghèo hoặc là họ những là cái người trung lưu hoặc là những người chưa có giàu lắm nhưng mà khi vô làm tham chính của chính phủ rồi á, thì họ sẽ có những cái kẽ hở để lấy tiền. Thí dụ như họ thành lập cái công ty ngoại vi của gia đình thân nhân bè phái của họ để lấy cái tiền ngân sách ra để mà chi tiêu. Và đặc biệt quý vị cũng biết là ở Nam Cali đó thì mình cũng biết là ông Andrew Đỗ đó, quý vị cũng biết rồi, ổng ta là đảng Cộng hòa đó. Tuy nhiên không phải là đảng nay Cộng hòa người nào cũng tốt, thì có một cái tập đoàn chính trị với đó lâu năm, cả 30 năm nay là nó thống trị ở dưới đó. Tại vì cái vụ ông Andrew Đỗ đó quý vị cũng biết rồi, ông ta dùng rất là nhiều tiền để chia và phe phái. Thì hiện nay một nghe cái đây người một mà điều hành văn phòng cũng như gần với đại diện văn phòng của ông cũng đã từ chức hôm ngày thứ năm sau khi 2 ngày cái tờ LA Express đưa ra là vợ của ông đó nhận 275.000 để làm hợp đồng, nhưng mà tới chừng không có cái gì chứng minh bà ta làm gì cả, là ông Andrew Đỗ. Thì cái người mà đại diện cho ông ta là văn phòng để điều hành nhân điều hành viên nhân viên đó á, thì đưa cho đưa vợ ông ta để mà em mà hai 275.000 15 để làm, mà rốt cuộc không có một cái chứng minh nào hết để là đưa để là tiền đưa không, tiền không thành ra bị LAX nó đưa lên. Thì ông ta đã từ chức bữa thứ năm rồi. Ông này thì ông rất là, ông cũng có liêm sĩ khi mà đưa ra ông còn từ chức. Tuy nhiên ông Andrew Đỗ thì ông vẫn còn lì ở đó, để nhưng đó ông nhớ không có làm việc được để hết, được tại vì không, ông ta đã bị giống như là mà trói tay rồi, không có làm việc gì ở trong giám sát viên, ông mãn nhiệm trong tháng giêng. Thì đó là cái tình trạng tại sao mình phải bầu những cái người này. Thì mình đi tóm tắt lại, những người nào chưa coi khúc đầu thì mình sẽ nói mình sẽ bầu tổng thống Trump. Thì so sánh ví dụ trở lại lúc đầu tại sao cái nền kinh tế và an ninh của nước Mỹ như thế nào, so sánh với lại gần 4 năm của bà Kamala Harris cũng như ông Joe Biden và California, thì mình sẽ bầu ông Steve Gavel làm thượng nghị sĩ. Để rồi bên Virginia đó, đồng hương mình bên đó nên bầu cho ông Cao Hùng, và bên Nam California thì nên bầu cho bà Michelle Steele, cũng như là Bắc California này cái vùng của mình đó là Rudy Giuliani, mình bầu cho những người đó thượng nghị viện, cũng như là dân biểu liên bang rất cần cho tổng thống Trump khi ông tái đắc cử lại nhiệm kỳ 2024 để để thực hiện những cái những chính cái sách ông đề ra. Và tóm tắt là buổi làm nói chuyện mình nói chuyện hôm nay, và cảm và ơn tất cảm ơn cả quý anh chị em đã vào diễn đàn. diễn đàn Và mến chúc anh chị em em một ngày cuối tuần bình một an, bình an hạnh phúc, gia đình bên người thân. Xin tạm biệt.